Đã 243 ngày trôi qua tại luyện ngục nấm Portobello, kể từ khi tiến sĩ Robotnik bị Sonic tống cổ đến đây, ổng chỉ có người bạn duy nhất là đá ngồi nghe ông kể chuyện xàm mỗi ngày. Rảnh rỗi quá không có gì làm nên tiến sĩ Robotnik tự đánh cờ với ảnh phản chiếu của mình, còn luyện nên cà phê nấm từ nấm mồng gà uống dở khỏi nói. Nhưng hôm nay sẽ khác. Nhờ ngày đêm nghiên cứu, Robotnik đã chế tạo ra được cỗ máy năng lượng, cộng với sợi lông nhím nhặt được trước đó, Robotnik đã khởi động cỗ máy của mình và cái kết bị hất tung sàn. Ông nằm ngất từ sáng đến tối thì có cánh cửa không gian mở ra, ba ông chiến binh Ekipe bước ra dòm Robotnik, đang nằm sụi lơ dậy đi ông cháu ơi. Đang định lấy chiếc lông nhím trong tay Robotnik, thì ông bật dậy kích hoạt bẫy khiến một tên bay mất dạng, chiếc bẫy thứ hai là một tên bị đục văng người. Còn lại một tên đang múa máy quay cuồng và sau đó đặc vụ, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Robotnik dùng hết sức bình sinh chạy đến chỗ cánh cổng, thì đột nhiên nhím đỏ Knuckles xuất hiện hỏi Robotnik lông nhím xanh này ở đâu. Robotnik cũng nói luôn mình order tại hành tinh tên trái đất, dò mặt Knuckles, như táo bón 7 ngày Robotnik liền nhiệt tình chỉ đường cho cậu đến trái đất. Ở Sister cảnh sát đang truy đuổi tội phạm trên đường, thì Sonic từ trên cao đã nhìn thấy và đánh giá, sau khi ăn uống và lên đồ Sonic đuổi theo. Phi luôn vào xe của đám tội phạm và giành lái khiến bọn chúng quay cuồng trong mơ hồ, ông lái xe bị nhốt đằng sau không biết Sonic là ai. Sonic mải lo giới thiệu mình là siêu nhân xanh đến để xua tan bóng tối, mà không lo nhìn người qua đường trước mặt, cái kết lái xe siêu vẹo kích hoạt luôn đống bom. Ông lái xe nói Sonic để cảnh sát giải quyết nhưng anh hùng quê tôi không ai làm vậy. Sau đó Sonic quăng luôn đống bom vào xe rác, còn một quả dính trên lông Sonic tặng luôn cho chiếc cống của thành phố. Nhìn thấy trước mặt là một nhóm người đang ngồi ăn kem nhưng xe thì không phanh được, Sonic tháo luôn chiếc xe, pha này ông lái xe được gánh còng lưng. Chiếc bom ở dưới cống lúc nãy phát nổ nước bắn tung tóe, đám tội phạm cũng bị cảnh sát tóm cổ hết. Xong việc Sonic tự hào khoe mình dưới trăng, nói mình là người rơi của Sister. Sáng hôm sau Sonic dạo một vòng review trước khi về nhà. Về đến phòng Sonic mở tủ, và nhìn thấy chiếc lông của mẹ Longclaw vẫn nhớ là mình phải làm mẹ tự hào. Nhưng trước tiên ngủ cái đã. Azi tới tặng Sonic nụ hôn bốc mùi chào buổi sáng, Maddie cũng đến nhắc Sonic lát nữa phải gặp Tom nên Sonic đành dậy. Tom và Sonic đang ngồi câu cá, Tom đang tâm sự gần đây hai người không có nhiều thời gian gặp nhau, nhưng không thấy Sonic trả lời, quay sang thì thấy ông thần ngủ trẻ ke còn lọt xuống dưới sông. Tom kéo Sonic lên lấy khăn quàng cho cậu. Lúc này Tom đưa ra tờ báo đưa tin hỗn loạn ở Sister vào đêm qua. Khi Tom tới đưa chuyện tranh cho Sonic thì phát hiện ra con rối mà Sonic dựng. Tom biết Sonic trốn ra ngoài làm siêu anh hùng. Sonic tự hào vì làm anh hùng bảo vệ mọi người. Nhưng Tom khuyên cậu phải trưởng thành rất nhiều trước khi sẵn sàng trở thành anh hùng. Vì Sonic vẫn chỉ là một đứa trẻ. Một ngày nào đó sức mạnh của Sonic sẽ rất cần thiết. Nhưng Sonic không thể lựa chọn thời điểm nó diễn ra được, mà là thời điểm đó chọn cậu. Bố Tom luôn cố gắng hướng Tom đi con đường đúng đắn và giờ Tom cũng làm thế với Sonic. Sonic nghe lời Tom trở nên có trách nhiệm hơn trước khi khoảnh khắc cậu tỏa sáng đến. Sonic hưng phấn lấy thân làm động cơ đẩy thuyền đi. Tom và Maddie đi Hawaii để dự đám cưới bằng cánh cửa không gian của Sonic. Hai người cũng dáng diễn sâu với Sonic trước khi đi. Sau khi đưa chiếc nhẫn để Tom có thể quay về, Tom dặn Sonic đừng phá nhà mình. Còn 48 tiếng nữa trước khi Tom và Maddie quay lại. Sonic lên đồ và bật nhạc quẩy tung nóc. Hết đồ ăn thì mở cửa không gian ra thó vài bịch bánh. Lời hứa không phá nhà tan thành mây khói, không quẩy đời không nể. Lúc này cách đó không xa một cánh cửa thời gian xuất hiện và Tails xuất hiện, tín hiệu cho thấy Sonic đang ở gần đây nên Tails lấy hai cái đuôi của mình, biến thành trong chóng che bay tới chỗ Sonic. Tails tiếp cận Sonic mà không bị lộ nên mượn tạm cái xe của cảnh sát. Sonic vẫn đang ung dung quẩy trong bồn thì Tom gọi điện về, Sonic liền tốc biến dọn nhà trong một nốt nhạc rồi nghe điện thoại. Tom gọi về để chắc chắn nhà mình vẫn an toàn, Sonic cũng chắc kèo nhà bạn vẫn ổn, phải tin tưởng đồng đội. Sau đó Tom cúp máy ra chào hỏi với chồng sắp cưới của Rachel. Chưa kịp nói gì thì ông anh dọa mấy câu khiến Tom xanh mặt, sau đó nói mình giỡn thôi làm gì căng, giỡn vui quá ông nội. Tại nóc nhà bắt giỡn vậy chứ ai mà muốn giỡn vậy. Rachel và Maddie cũng tới chỗ hai người, Rachel còn thân mật ôm Tom nói làm hòa nhưng thật ra là đe dọa. Mày mà phá đám cưới chị là chết với chị. Sonic ở nhà xem phim với Ari, bên ngoài cũng có cổng thời gian xuất hiện và nhà cúp điện. TV còn xuất hiện màn hình nhòe nhòe như phim ma, em sợ lắm mấy anh chị tha em. Có tiếng ngoài cửa, Sonic ra áp tai và nghe, chuẩn bị mở thì đứa nào chơi thì phá luôn khóa xông vào. Hello xin chào cả nhà yêu của Robotnik, Sonic giơ đấm xông lên. Robotnik lùi bước về phía sau và Knuckles cũng xuất hiện với cái đấm trên tay, Sonic bị đấm lủng tường mém xỉu. Robotnik giới thiệu Knuckles là chiến hữu vĩnh cửu của mình, nhưng cho dù là ai giúp đỡ, thì Sonic chắc kèo Robotnik sẽ không bao giờ có được sức mạnh của mình. Knuckles lại giơ đấm lên lần nữa, Sonic bị đấm bay ra ngoài sân. Knuckles chê Sonic không đủ trình để sánh vai, Sonic liền gấp đôi canxi với sức mạnh lao về phía Knuckles sao mà cản được. Không ngờ Knuckles chấp luôn một tay, sau đó cho Sonic một quyền bay luôn tô bắp rang của tiến sĩ. Knuckles đang tìm kiếm nguồn năng lượng để phục hồi sức mạnh tối thượng cho đồng bào của mình. Điều này khiến Robotnik chú ý nhưng Sonic không hiểu gì.
Knuckles tìm đến Sonic vì Sonic là đệ tử của Longclaw, và bộ tộc của Longclaw là kẻ thù không đội trời chung của tộc Echidnas. Knuckles chuẩn bị tiễn Sonic lên ngắm gà khỏa thân thì Tails lái xe hất văng Knuckles, sau đó, với Sonic vào xe, Robotnik chặn đầu xe làm mấy trò điên khùng như bị dại nên Tails hất hắn xuống luôn. Knuckles nhìn thấy và đuổi theo. Trong lúc đang bị Knuckles rượt, Tails giới thiệu bản thân và nói cho Sonic biết Knuckles là người Echidnas cuối cùng và là chiến binh nguy hiểm nhất thiên hà. Hắn bị ám ảnh với việc tìm kiếm viên ngọc lục bảo và nghĩ rằng Sonic là chìa khóa để tìm nó. Sonic giành lái và vượt đèn đỏ, tưởng Knuckles bị cắt đôi thì úi giời ơi, nó bay lên nóc xe luôn. Tails nảy ra sáng kiến đâm vào thanh chắn và lao xuống dưới, sau đó dùng trong chóng che đưa Sonic bay lên. Knuckles kịp nhảy ra trước khi chiếc xe chạm đất. Robotnik cưỡi chiến mã tới nhìn Sonic bay đi, sau đó thuê một người lo liệu chuyện này. Thuộc hạ của Robotnik là Stone mở quán cà phê vì đam mê, đang nhớ tiến sĩ thì đột nhiên vũ trụ gửi tín hiệu. Sau khi nhận được tin nhắn từ Robotnik thì Stone đuổi hết khách ra ngoài, khởi động vệ tinh từ ngoài không gian ship con tàu cho Robotnik. Sau khi nhận được đồ, Robotnik liền ăn mặc nhìn cho xịn sò một tí, tỉa tót lại bề ngoài và cho mấy con robot xuống chỗ Knuckles, tưởng thằng bạn chơi xấu thì ra nó làm cầu thang cho mình đi lên. Robotnik đề nghị giúp Knuckles tìm viên ngọc lục bảo để hủy diệt Sonic. Knuckles chốt kèo bè yêu tay Robotnik, sau đó Robotnik cho Knuckles cái phi thuyền để di chuyển chứ không có tiền đi taxi. Sonic đưa Tails đến nhà của Way để tìm lý do vì sao Knuckles nghĩ mình là chìa khóa để tìm ra viên ngọc lục bảo và vì sao Longclaw có liên quan. Sonic nhớ ra có một biểu tượng ngọc lục bảo trên bản đồ mà Longclaw đưa cho mình, đột nhiên tấm bản đồ phát sáng. Longclaw 3D hiện ra và nói trái đất chính là địa điểm bí mật của viên ngọc lục bảo. Nó có khả năng biến những suy nghĩ thành hiện thực, nhưng nếu nó rơi vào tay kẻ xấu sẽ là mối đe dọa với tất cả sự sống trong vũ trụ. Longclaw là người bảo vệ viên ngọc lục bảo này và bây giờ giao lại cho Sonic, hãy đi theo bản đồ tìm viên ngọc lục bảo và giữ nó an toàn. Theo như tấm bản đồ thì những manh mối đầu tiên là ở Siberia, đó là chiếc la bàn dẫn Sonic đến với viên ngọc lục bảo. Đã có cánh cửa thời gian ở đây nên Sonic không sợ Knuckles đuổi kịp mình, nhưng Tails từ chối đi với cậu vì chỉ đến cảnh báo thôi chứ ai rảnh đi cùng. Nhưng Sonic đã hứa là sẽ bảo kê Tails tới cùng nên thôi đi đại. Robotnik đến chỗ Stone cải tạo lại quán cà phê thành nơi tác chiến. Trong khi Sonic đang đi tìm viên ngọc lục bảo, thì Tom đang bị cho ăn hành trên sân bóng chuyền, đúng kiểu em quay cuồng trong mơ hồ. Sau đó trêu ghẹo con bé đưa nhẫn bằng cách đổi chiếc nhẫn xuyên không gian với nhẫn cưới của Rachel. Tom nhìn đám anh em của anh rể cũng mong Sonic sẽ có một đội như vậy. Sonic và Tails bị lạc đường trong cơn bão tuyết ở Siberia, may mắn tìm được căn nhà trước mặt nên ghé vào đó trú thân. Vào trong mới biết thì ra đây là quán bar. Sonic và Tails sau khi mặc 7749 lớp quần áo bước vào thì ai cũng nhìn chằm chằm. Tails sợ quá xỉu ngang trong khi Sonic mạnh dạn gọi bàn cho hai người. Tails dùng thiết bị của mình để nói chuyện với người bản xứ. Thiết bị này do cậu tạo ra và giúp cậu tìm được Sonic. Vào đêm, Sonic tạo ra vụ nổ năng lượng, trên sân bóng chảy nó đã chạm tới tận hành tinh của Tails, và Tails nhìn thấy cậu cứu toàn bộ ngôi làng của mình khỏi Robotnik. Nên khi biết Knuckles đang tìm Sonic, Tails đã đến giúp đỡ cậu. Tom nhắn tin đến kiểm tra Sonic và một màn này đã bị Robotnik theo dõi, trong khi Knuckles cứ đần thối đọc tin nhắn và dấu chấm tin nhắn chưa gửi trên màn hình, thì Stone không hiểu vì sao mình lại phải hợp tác với tên ngốc này. Robotnik chỉ vì viên ngọc lục bảo thôi, lúc đó tên tuổi của hắn sẽ được lan rộng tất cả các ngóc ngách của thiên hà. Hắn có thể khai thác tất cả các năng lượng tiêu cực trong vũ trụ và hợp nhất với bóng tối. Sonic nói dối với Tom đang ở nhà, nhưng Robotnik phát hiện ra và định vị cậu ở phía đông Siberia. Hai người lên đường thì Knuckles hỏi còn Stone thì sao, nhưng Robotnik nói chỉ còn đủ chỗ cho hai người đi mà thôi. Phục vụ đưa ra cho Sonic và Tails hai cái lưỡi không biết của con gì. Tails muốn đổi món thì cái máy lại dịch nhầm thành hơi thở của bà có mùi phân dê. Cô phục vụ kêu cả quán tới lột đồ hai đứa và hai đứa bị đem ném vào lửa. Trong lúc hai ông kia đang lấy đà, thì Tails kêu la Pivonka khiến mấy ông dừng lại, rồi cả đám mở đường cho một thanh niên giang hồ đi vào. Ông cũng kêu Pivonka. Đây là phong tục của Siberia để giải quyết tranh chấp, nếu thắng sẽ được thả còn không thì chấm hết cuộc đời. Mấy thanh niên dọn bàn ra một bên để tạo sàn đấu, trong khi đó tấm bản đồ của Sonic đã bị bà phục vụ mang đi chỗ khác. Thanh niên giang lách tưởng làm gì to tát lắm, ai ngờ ra sân nhảy, có anh em nhảy cùng luôn. Sonic cùng Tails cũng đi được vài đường quyền. Trong lúc đó ông pha chế dòm tờ gì kỳ lạ nên vứt luôn, thành ra tấm bản đồ dính vào chân ông giang lách. Ông biết Sonic đang cần nên cất vào quần, Tails sợ quắn hết người và cảm thấy có lỗi khi thiết bị của mình đã làm hai đứa lâm vào thế này. Sonic nhìn thấy dàn loa bên kia liền đến đổi nhạc, Game On Baby. Hai đứa làm vài cái ke đầu, Tails còn thêm mấy ảo ảnh vào nhảy chúng khiến ông giang lách sợ teo. Mọi người trong quán đều cổ vũ Sonic và Tails, không ai còn quan tâm đến ông giang lách, quả trong chóng che ao trình luôn. Sonic phi tới lấy lại tấm bản đồ, còn được mọi người tung hô.
Sau khi kết thúc trận đấu, Tails kể chuyện mình bị cả làng xa lánh vì có hai cái đuôi kỳ lạ. Nhưng khi nhìn thấy Sonic, cậu nghĩ rằng kỳ lạ cũng không phải là điều xấu. Cậu rất hâm mộ Sonic, và giờ đây khi Sonic nói hai người đã trở thành bạn thân đã làm Tails rất vui. Khi đi ngủ, Sonic nhường chăn cho Tails, nhưng Tails đã lấy hai cái đuôi của mình đắp ngược lại Sonic. Sáng hôm sau thức dậy, tự nhiên thấy có bà nào nằm ôm mình. Tails tiếp tục dùng trong chóng che đưa Sonic băng qua những ngọn núi tuyết, đi theo thiết bị đến tọa độ phía trước. Vào trong hang động có cánh cửa to chẳng hình con cú, Sonic và Tails liền tiến tới và lấy thiết bị ra dịch những hình được khắc trên tường. Vào thời cổ đại, một nhóm chiến binh đáng sợ được gọi là Echidnas rèn 7 viên ngọc sức mạnh, trở thành vũ khí không thể ngăn cản mạnh nhất từng có, đó chính là viên ngọc lục bảo. Với sức mạnh đó, chỉ cần một chiến binh cũng có thể đánh bại cả một đội quân. Liên minh cú mèo tin rằng không ai xứng đáng có được sức mạnh như vậy nên đã lấy viên ngọc lục bảo và thề sẽ bảo vệ nó khỏi cái ác. Vào bên trong còn có tượng cú siêu to khổng lồ, bên dưới có khắc những biểu tượng xuất hiện trong tấm bản đồ. Sonic xoay lại cho đúng và tượng cú tự động phát sáng, sau đó giơ cánh ra chiếu đèn quét Sonic và Tails và đưa cho một chiếc la bàn. Đột nhiên có tia màu đỏ chiếu trên trán của Tails, nhìn lên mới thấy một đống robot đang ngắm bắn hai người. Robotnik và Knuckles xuất hiện. Sonic hiện Robotnik thiên tài gì mà đến Siberia bằng xe mui trần. Robotnik ghét nên thả tên lửa về phía Sonic, không ngờ bị Sonic trả ngược lại, vụ nổ khiến hang động lung lay. Sonic và Tails nhân cơ hội chạy đi. Ra đến cửa, Sonic bảo Tails bay lên còn mình thì đi xuống. Sonic dùng miếng sắt làm ván trượt xuống, phía sau một đống robot dí theo bắn đùng đùng. Knuckles cũng học theo lấy ván trượt xuống. Sonic trượt không cũng chán nên lấy bóng tuyết ném vào đám robot. Mới nói xong nhìn ra trước mặt thấy nguyên bức tường laser chiếu thẳng về mình. Sonic nhẹ nhàng phóng qua đám laser một cách thanh lịch. Mới xong đám này thì Knuckles liền tặng cho Sonic một đấm nhưng Sonic né được. Sau đó Sonic hiện Knuckles tập tành cho lắm rồi đấm không trúng phát nào. Knuckles cay cú đấm vỡ tảng đá phía dưới chân Sonic khiến cậu mất đà suýt lao xuống vực nhẫn, thì rơi hết. Knuckles kể lại ngày xưa khi bộ lạc của mình đang trên bờ vực chiến thắng vì đã tìm được chiến binh cú cuối cùng, sớm muộn gì cũng sẽ lấy được viên ngọc lục bảo. Nhưng bố Knuckles đã ngăn hắn tham gia trận chiến, ông nói thời khắc thánh vinh danh bộ tộc sẽ đến, nhưng không phải lúc này và đó là những lời cuối cùng cha nói với hắn. Sau đó hắn không bao giờ được gặp lại cha nữa, nhưng cũng vào ngày đó Sonic mất đi Longclaw. Đang xúc động đậy thì Tails khóa Knuckles lại, Sonic liền ném chiếc la bàn về phía Tails và thanh niên cơ hội Robotnik đã bắt được. Sau đó ném hai quả tên lửa về phía Tails khiến cậu rớt đài. Việc Sonic chọn ở lại với Tails thay vì đuổi theo la bàn đã khiến hắn có cái nhìn khác. Lở tuyết xuất hiện, Sonic đành ôm theo Tails trượt xuống. Tại Hawaii, đám cưới của Rachel đang diễn ra, Sonic bấm điện thoại gọi Tom khiến hôn lễ bị gián đoạn nên Tom tắt máy luôn. Cha xứ chưa đọc hết câu thì điện thoại của Tom lại reo lên lần hai. Nhìn thấy tin nhanh khẩn cấp của Sonic, Tom liền gọi lại. Tính chửi rồi đó nhưng thấy cái bão tuyết đằng sau Sonic nên thôi. Sonic nói Tom, hãy tưởng tượng ra khung cảnh này và mở cánh cổng không gian đưa cậu ra khỏi đây. Chiếc nhẫn rớt đất trong sự ngỡ ngàng của Tom, nhìn lại mới biết đây là nhẫn cưới của Hunter, còn nhẫn không gian thì đang chuẩn bị đeo vào ngón tay bà. Tom liền xông lên muốn nhìn chiếc nhẫn nhưng Hunter không đưa. Một bên là Tom, một bên là Rachel dục hoài, cuối cùng Hunter chọn nóc nhà. Tom liền đánh luôn anh rể và cướp lấy chiếc nhẫn ném nó ra. Bên kia Sonic cùng trận bão tuyết đang lao tới và đám cưới bị chôn vùi trong tuyết. Sonic giải thích cho Tom ngắn gọn việc Robotnik quay về và đi tìm viên ngọc lục bảo. Nếu không tìm thấy viên ngọc thì cả thế giới sẽ bay màu. Sonic quay sang Tails đột nhiên bị giật điện ngất xỉu. Quay sang thì thấy bạn bè của Hunter đều đang chĩa súng vào mọi người. Đặc vụ liên bang xuất hiện. Hunter thực chất là đặc vụ liên bang. Đám cưới với Rachel cũng là sắp đặt, đến cha xứ cũng là đặc vụ ngầm. Sonic và Tails bị bỏ lồng mang đi, Tom đuổi theo liền bị bắt lại. Sau sự kiện tại San Francisco, một lực lượng quốc tế được thành lập để bảo vệ trái đất khỏi các mối đe dọa ngoài hành tinh. Ông đặc vụ nghĩ Robotnik đã chết, nhưng khi nghe tin hắn quay lại liền thông báo và cho người tìm hắn. Cô bé đưa Maddie chiếc túi của Tails, mở ra thấy một đống thiết bị bên trong. Tom và Sonic bị nhốt vào trong phòng riêng. Bên ngoài Maddie và Rachel lên kế hoạch giải cứu. Maddie sẽ tìm Tom và Rachel chỉ quan tâm việc làm gọi tên chồng giả. Đã đẹp trai xin đừng lừa dối. Maddie đưa đại cho Rachel mấy món vũ khí trong cặp, dùng sao thì chưa biết. Hai người đi làm nhiệm vụ căng thẳng mà Rachel còn dừng lại uống miếng nước. Lúc bị phát hiện thì Maddie quăng đại món vũ khí nào đó khiến ông đặc vụ bị bay hoài bay mãi. Đến cửa thì Maddie vào bên trong tìm Tom và Sonic. Đột nhiên Maddie bị nguyên đám đặc vụ chặn đường, thì một phi tiêu màu vàng phóng tới hạ hết mấy ông đặc vụ. Quay lại thấy người ra tay là Rachel. Hunter cảm thấy có lỗi với Rachel nhưng bị ông đặc vụ gạt đi. Hai người đang nâng ly thì ông đặc vụ lúc nãy hạ cánh thông báo bị tấn công. Từ đằng xa Rachel lái xe lao tới chỗ Hunter, sau đó bước ra một cách ngổ lòi. Trong ánh mắt của kẻ si tình thì vẻ đẹp của người thiếu nữ nó nằm ở đây. Ông đặc vụ thấy Rachel nói nhiều quá nên bắn cho phát súng điện thì Hunter đỡ hộ. Rachel tức giận lôi súng ra chĩa ngược lại ổng. Nhìn thấy công lực của cây súng, ông đặc vụ liền biết mình đọ không lại. Hunter đứng dậy và nói chuyện với Rachel rằng
Cô đã thay đổi cuộc đời anh và anh thực sự phải lòng cô, dù đó là điều cấm kỵ khi thực hiện nhiệm vụ. Hai người tình thương mến thương làm hòa. Lúc này Ma đi tìm được chỗ của Tom và giải cứu đồng bọn. Nhờ có la bàn, Robotnik và Knuckles đã tìm được vị trí cất giấu viên ngọc lục bảo. Từ dưới biển phát ra một lượng ánh sáng vô cùng mạnh, sau đó một con đường hiện ra. Từ phía của Sonic cũng có thể nhìn thấy được ánh sáng xanh đó. Chỉ có Sonic là đủ nhanh để tới được đó, nhưng Tom không đồng ý vì quá nguy hiểm. Nhưng Sonic không muốn ai phải bị thương vì mình nữa. Sonic thừa nhận mình không phải là anh hùng. Đột nhiên Tails tỉnh lại nhưng yếu quá nên chong chóng che không bay được. Tails nói Tom giúp Sonic vì cậu ấy đang đối mặt với điều rất kinh khủng. Sau tất cả thì ông đặc vụ cũng phải tin hai người. Wade lái siêu xe đến quán cà phê của Stone. Thấy quán đóng cửa nên Wade nghi ngờ nhìn lén vào trong thì ối giời ơi. Stone đang lựa trang phục cho Robotnik lột xác. Wade liền xông vào bắt luôn. Sonic đến chỗ bãi biển xung quanh toàn nước là nước khiến cậu hơi teo, nhưng vẫn cố gắng vận công lực để lao ra chỗ có ánh sáng xanh. Lướt trên mặt nước to như cơn sóng là đây. Đi nhanh quá Sonic bị nước đập hết vào mặt và cái kết đã tới đất liền. Sonic nhìn thấy dòng ánh sáng xanh trước mặt và một kiến trúc cổ ở dưới lòng biển. Bên trong Knuckles và Robotnik vừa chạy vừa né bẫy để cho mấy con robot gánh hết. Sau khi thoát được quả cầu gai khổng lồ phía sau và qua được cánh cửa, hai người vào được căn mật thất đâu đâu cũng là bẫy. Vì sao gặp bẫy nên hắn dùng robot để dẫn lối cho mình qua cái mê cung này. Trong lúc đó Sonic cũng vừa mới tới nơi, tốc độ ánh sáng của cậu chấp luôn mọi loại bẫy. Knuckles và Robotnik đã tới được nơi đặt viên ngọc lục bảo. Robotnik cảm động rớt nước mắt. Chuẩn bị hại Knuckles thì có tiếng Sonic vang vọng và đáp đất. Vừa mới đứng dậy thì Sonic đã tuyên bố muốn lấy được viên ngọc, thì bước qua xác anh mày đi. Sonic và Knuckles đua tốc độ, sau đó lao vào solo. Lần này Sonic không còn bị ăn hành nữa. Trong lúc hai bên đang đánh lộn kịch liệt thì Robotnik bình luận trận đấu. Knuckles khí thụ đan điền cho Sonic một đánh rớt xuống hồ, tưởng game là dễ không ngờ Sonic đã quay trở lại đường đua và đấm cho Knuckles lọt đất. Hắn giận tím người trồi lên cho Sonic ăn liên hoàn đấm. Trong khi đó Robotnik đã tới được chỗ viên ngọc lục bảo, không lấy luôn mà còn đứng làm thơ văn. Sonic thức dậy và nhìn thấy nên chỉ cho Knuckles xem. Trời ơi, bạn bè gì kỳ vậy bà. Knuckles đã tin tưởng Robotnik nhưng hắn cười vào mặt cậu. Ai biểu ngu rồi tin. Robotnik lấy được viên ngọc lục bảo rồi biến mất, còn ngôi đền thì sụp xuống, nước biển tràn vào trong. Knuckles không chạy kịp nên bị cây cột đè lên người, cộng với uống nước nên xỉu ngang. Sonic ôm theo cục đá để người chìm xuống dưới đến chỗ Knuckles và cố gắng đẩy cái cột ra. Knuckles tỉnh lại và cùng với Sonic hợp sức để thoát ra, nhưng Sonic không bơi lên được nên dần dần hết hơi và ngất xỉu. Tưởng sắp được làm nàng tiên cá thì Knuckles kéo lên bờ. Knuckles đang buồn thì Sonic ném cát vào mặt, không hiểu sao lại cứu mình, ngay cả Knuckles cũng không biết vì sao Sonic lại cứu mình trong khi cậu có thể thoát một mình. Nhưng đó là do Tom dạy, nếu muốn làm anh hùng thì phải biết chịu trách nhiệm với người khác, dù Sonic mất mọi thứ nhưng cậu không hề một mình. Knuckles liền bắt tay yêu với Sonic. Đang tâm sự mỏng thì thấy Tails lái máy bay đến cứu. Wade đang giam giữ và tra hỏi Stone nhưng hắn không hé nửa lời. Đột nhiên căn phòng chớp đèn và Robotnik xuất hiện, người hắn bốc đầy khói và dễ dàng dịch chuyển được. Sau khi cởi trói cho Stone, Stone liền mở cửa cho hắn thấy quán cà phê đã bị cảnh sát bao quanh, nhưng hắn vẫn không sợ. Ông đặc vụ được thông báo Robotnik đang ở trong quán cà phê với một tên cảnh sát ngốc nghếch. Tom và Rachel biết ngay là Wade. Cửa quán mở ra, Robotnik bay ra và cho mọi người chiêm ngưỡng sức mạnh mới của mình. Sau đó phá hết xe cộ trực thăng và rời khỏi đó. Stone xin đi theo và được hắn cho một vé. Robotnik bay đến đâu thì mọi thứ bị phá hủy và cuốn trôi theo cơn bão của hắn tới đó, giống như đang tạo ra một thứ mới. Thông qua cánh cửa thời gian, Tails lái trực thăng đưa Sonic và Knuckles đến gần với cơn bão. Sau khi chúng tan đi thì một con robot siêu to khổng lồ lộ ra, lên nhạc chuẩn bị xâm chiếm thế giới thưa bạn yêu. Chưa kịp nói gì thì Knuckles đã nhảy ra khỏi trực thăng, còn Sonic tiến đến gần với con robot và khiêu khích nó. Robotnik bực mình trong khi Stone vẫn chưa biết điều khiển mấy thứ mới mẻ này, nên Robotnik tự thân vận động luôn. Hắn bắn một núi tên lửa về phía máy bay, Tails gồng cơ lái lộ luồn lách không trúng quả nào, còn một quả tên lửa cuối cùng thì trúng ngay Sonic. Ở dưới Knuckles chạy bộ về phía con robot, Robotnik dùng tay đè chết cậu nhưng bị một chưởng tê tái hết bàn tay. Máy bay của Tails cũng trang bị súng. Robotnik dùng tay bắt hoài không được nhưng lấy dâu kẹp thì lại trúng, ngay cả hắn cũng ngạc nhiên. Sonic mang quả tên lửa lúc nãy quay trở lại và bắn thẳng vào đùi của Robotnik khiến bên trong bị rung chấn và Stone xỉu ngang. Bộ ba đèn giao thông hơi sai màu đã tụ họp lại. Robotnik có sức mạnh của viên ngọc lục bảo nên không thể một mình solo với hắn được. Knuckles thì khỏe, Tails thì thông minh, còn Sonic thì nhanh nhẹn. Ba đứa trụm lại kiểu gì cũng tới công chuyện. Robotnik thả ra một đống robot tấn công, ba đứa vừa đánh vừa bàn xem điểm yếu của hắn là ở đâu. Sonic nhận ra mình chính là điểm yếu của hắn, chỉ cần hắn tập trung vào cậu và lơ là thì Knuckles và Tails sẽ tấn công. Ba đứa chia làm ba ngã, Sonic lao về phía con robot và dụ nó đuổi theo mình.
Tails liền nhắc nắc Curse về phía robot mà ổng nặng thấy ghê, còn tự hào cơ thể mình chứa 1.000.000% là cơ. Bên dưới Tom và Maddie sơ tán mọi người di chuyển ra chỗ khác, sau đó mượn tạm chiếc xe của ông chú để đi cứu tụi nhỏ. Robotnik chạy muốn hụt hơi, và nói về tham vọng bắt loài người phục vụ đám robot của hắn. Sau đó dùng mắt laser bắn về phía cái cây Sonic đang đứng. Sau khi đuổi kịp rồi Robotnik lấy nước mũi phá hủy cây cầu khiến Sonic rơi xuống. Lúc này Tails khoan tường vào bên trong, sau đó tạo ra những ảo ảnh nhưng Robotnik vẫn hạ được Tails. Sau khi hạ được Tails đến lượt Knuckles, cậu lao đến đấm hắn bằng viên đá ra ngoài. Robotnik trở nên yếu đuối và con robot cũng gục theo, viên ngọc lục bảo bay đến trước mắt Sonic. Robotnik kích hoạt năng lượng phụ để con robot dậy và đuổi theo Sonic. Tom và Ma đi đến ngay phía sau. Ngay khi Sonic đến được chỗ viên đá cũng là lúc Robotnik chuẩn bị dẫm bẹp cậu. Robotnik tức giận chặn đường chiếc xe khiến nó lật tung. Sonic đã có viên ngọc lục bảo trong tay và muốn sử dụng nó, nhưng không ngờ viên ngọc đã bị vỡ mất tiêu. Robotnik phun một vòng lửa xung quanh ba người. Sonic bảo hai người đi trước nhưng mình là gia đình mà. Tom và Maddie ở lại cùng Sonic tới phút chót. Đột nhiên bảy viên đá thức tỉnh và tự hòa nhập vào Sonic. Bàn chân khổng lồ của Robotnik đã dẫm bẹp chỗ đó và hắn vui mừng nghĩ rằng mình đã hạ gục Sonic. Tuy nhiên 30 chưa phải là Tết, mùng 1 mới là Tết. Sonic biến hình từ xanh thành vàng sau đó cho bay luôn cái đầu robot đối mặt với hắn. Chú em mới nhuộm tóc trông đẹp đấy, chuyện cũ bỏ qua nhé. Sonic một tay chặn thành công cú đấm lén của hắn, còn thở là còn gỡ Robotnik lấy tay còn lại đấm tiếp nhưng cũng su cả na. Sonic đục thủng người con robot và chạm một phát khiến nó ngã xuống. Robotnik rơi xuống và không biết còn hay đã bay màu rồi. Tom và Maddie chạy lại chỗ Sonic, nhưng Knuckles khuyên mọi người không nên chạm vào, vì cậu đang giữ sức mạnh của viên ngọc lục bảo. Mới nói xong Sonic giơ tay biến ra đám khói đen xì trên trời, và lấy ra một cái hot dog ăn đỡ đói, và cho Knuckles một chiếc vào mặt. Sonic trục xuất 7 viên ngọc ra khỏi người mình và trở lại màu xanh. Cậu không cần sức mạnh to lớn nhất hành tinh vì vẫn thích làm một đứa trẻ con. Knuckles nhặt các mảnh vỡ của viên ngọc lục bảo và ghép nó lại thành một viên hoàn chỉnh. Nhưng cậu không sử dụng một mình mà hỏi ý kiến của Sonic và Tails. Trong quá khứ, đã có hai đội siêu anh hùng bảo vệ viên ngọc lục bảo khỏi những kẻ xấu. Còn bây giờ thì ba người sẽ bắt đầu một trật tự mới. Bộ ba đọc lời tuyên hệ sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ vũ trụ và bảo vệ lẫn nhau. Sau mọi chuyện, Knuckles và Tails trở thành tân binh mới trong đội hình bóng chày. Knuckles cục xúc lấy luôn tay đánh bóng rồi tự chơi mình luôn. Thôi đi ăn kem cho khỏe mấy đứa ơi. Tom thấy vui vì giờ đây Sonic đã có những người bạn mới để lớn cùng nhau. Cả nhà đi ăn kem mà suýt quên viên ngọc lục bảo. May mà Sonic dùng não nhớ lại kịp thời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.